đây vài ngày, khoa cấp cứu của một bệnh viện tại Chiết Giang, Trung Quốc đã tiếp nhận bệnh nhân nữ 38 tuổi có tên là Chân Chân bị xuất huyết não. Được biết, trước khi nhập viện vài giờ đồng hồ, Chân Chân vẫn nằm trên giường như thường lệ để chơi điện thoại di động và đọc tiểu thuyết trước khi đi ngủ. Khi ngồi dậy, cô đột nhiên cảm thấy miệng mình bị lệch và không thể nói chuyện rõ ràng, đồng thời một nửa cơ thể không còn chút sức lực nào. Lúc đó, Chân Chân chỉ nghĩ rằng mình đã nằm chơi điện thoại quá lâu nên bị tê người một chút. Cô xoay người và tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng sau vài giờ, Chân Chân phát hiện phía người bên phải của mình bị tê liệt hoàn toàn và không thể cử động. Gia đình rất sợ hãi và nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Kiểm tra CT đầu cho thấy cô bị xuất huyết não cấp tính ở hạch nền trái của não và lượng máu chảy ra đã là 20ml. Theo lời gia đình kể lại, cô gái này là một người nghiện mạng xã hội vì công việc của Chân Chân phụ thuộc rất nhiều vào điện thoại di động. Cô thường xuyên xem điện thoại cả ngày lẫn đêm, thậm chí kể cả khi đi bộ trên đường cũng không rời màn hình. Tôi có lịch làm việc không cố định, tôi thường nằm trên giường sử dụng điện thoại di động và thức khuya, Chân Chân chia sẻ. Các bác sĩ đã phân tích rằng Chân Chân đang lạm dụng điện thoại di động quá mức trong nhiều năm và cô đã nằm cố định lâu ở một tư thế để đọc truyện trước khi phát bệnh. Tất cả những thói quen xấu này đã dồn áp lực lên não và gây xuất huyết não đột ngột. Qua trường hợp này, các bác sĩ cũng khuyến cáo về những tác hại khôn lường của việc lạm dụng điện thoại di động. Khi nhìn quá lâu vào màn hình điện thoại sẽ gây khô, mờ mắt hay đỏ mắt, dẫn đến thị lực bị giảm sút trầm trọng. Bên cạnh đó, ánh sáng bức xạ từ màn hình điện thoại di động sẽ gây ức chế sự sản xuất hormone melatonin gây ngủ và phá vỡ nhịp sinh học của bạn, có khả năng gây ra căn bệnh mất ngủ kéo dài. Không chỉ vậy, những tia bức xạ từ điện thoại sẽ kích thích căng thẳng thần kinh não, từ đó làm chúng ta luôn có cảm giác hồi hộp, lo âu. Các nghiên cứu khoa học cũng từng chỉ ra rằng khi cơ thể ở trong tia bức xạ 2 phút, khả năng phòng vệ của não sẽ mất đi, dẫn đến các bệnh thần kinh và các bệnh về não như giảm trí nhớ trầm trọng, bệnh Parkinson và làm tăng cao nguy cơ về các bệnh xơ cứng,